làm bằng thế này đây. Xin chào các bạn đã quay trở lại với kênh Kiến Trúc SG. Hiện nay Cường đang có mặt tại thành phố Tuyên Quang như quý vị các bạn nhé. Phía sau Cường đây đó chính là cái công trình nhà thờ của họ Nguyễn. Thì trong cái video ngày hôm nay thì là mình xin phép là giới thiệu cho quý vị các bạn về cái công trình nhà thờ lần này, cũng như là tổng thể cái quần thể nhà thờ mà bên Kiến Trúc SG thiết kế cho gia đình nhà họ Nguyễn đấy các bạn nhé. Đó, thì đầu tiên ý, thì là đây chính là cái phần cảnh quan, phần sân ở đằng trước nhé quý vị các bạn. Và phía bên hông của quý vị các bạn đây đó chính là cái phần cổng lối vào, cũng như là cái phần hàng rào của công trình đó. Và đoạn này đó chính là cái khoảng không gian phần sân. Thì như trên màn hình của các bạn thì phía bên tay phải đó chính là cái không gian, khoảng không gian phần nhà thờ như quý vị các bạn nhé. Còn phần bên kia đó chính là cái tổng thể của ngôi nhà. Thì cái phần nhà thờ lần này thì là được bên Kiến Trúc SG thiết kế có cái mặt tiền là bằng 8.5, tức là 8.5m, và chiều sâu là khoảng tầm 6.5 nhé quý vị các bạn. Này, nhà thờ là nhà thờ 3 gian đó. Thì phần bên này là hai cái cột quét này. Đây chính là hai cái cột đèn nhé các bạn nhé. Và ở bên hông này thì là đang sơn màu trắng. Còn bình thường thì chúng ta có thể là trang trí để chúng ta vẽ những cái bức tranh bằng tùng cũng sẽ rất là đẹp. Còn phía ở đây là đá thanh hóa liền khối nhé các bạn nhé. Lên là 5 bậc thì mình xin phép là mời các bạn cùng mình đi vào bên trong. Đây chính là cái lối lên của công trình này. Lối lên của công trình nhé quý vị và các bạn nhé. Thì phần này bên mình làm cao một chút, nó rơi vào khoảng tầm 2m7. Thường thường là các nhiều đơn vị họ sẽ làm thấp một chút, nhưng mà bên mình sẽ làm cao nhé các bạn nhé. Nó đây rơi vào khoảng tầm 2m7. Sau đó thì bước chân vào đây thì chúng ta sẽ có một toàn bộ các cửa bước bàn. Toàn bộ các phần này là bên mình sẽ làm bằng gỗ nhé các bạn nhé. Đây, đây là cửa bước bàn. Và tất cả những cái cánh này thì là đều những họa tiết hoa văn rất là đẹp. Kiến Trúc SG xin mời các bạn vào bên trong. Vào bên trong thì đây chính là cái khoảng không gian bằng gian thờ. Ở trước này là gia chủ đang sử dụng một ban thờ đại nhé quý vị các bạn. Còn đây chính là cái khu vực sập đó, thì là thờ gia tiên ở đây. Còn là phần bên này thì là chúng ta sẽ có một cái bàn thờ Phật nhé các bạn nhé. Đây ạ, đây chính là cái khoảng không gian bàn thờ Phật. Và làm hẳn một cái gian này luôn. Đấy, sau này chỗ này chúng ta sẽ tính toán và thiết kế đặt một cái tủ tre. Thì công trình đang sắp sửa đi vào hoàn thiện đó, và tới đây đi vào sử dụng nhé các bạn. Đây ạ, toàn bộ cái phần này là bên này là bộ bàn ghế, họ bộ bàn ghế trường kỷ này. Còn là ở đây chính là toàn bộ cái hệ này là hệ vì kèo bằng bê tông nhé các bạn. Các bạn thấy là đây cái hệ vì kèo bằng bê tông. Thì là mình vừa rồi là mình đã chia sẻ cho các bạn về cái khoảng không gian cái phòng thờ như thế này. Thì cái diện tích mà nó rơi khoảng, cái diện tích mà để chúng ta sử dụng bên trong cái phòng thờ này nó rơi khoảng tầm 65m² như các bạn. Đó, thì các bạn nào mà cần các cái mẫu nhà thờ như thế này thì các bạn có thể là kết nối với bên Kiến Trúc SG. Thì bên Kiến Trúc SG sẽ tư vấn và thiết kế thi công chi tiết cho các bạn nhé các bạn nhé. Kiến Trúc SG xin cảm ơn các bạn đã theo dõi video.